Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi đó, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Trước khi về trời, Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ nhiệm vụ quan trọng là đi loan báo tin mừng, nói cho muôn dân biết về tình yêu và lòng thương xót của Người. Nhiệm vụ ấy còn được gọi là truyền giáo. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúa Giêsu muốn các môn đệ vượt ra khỏi biên cương đất nước mình để đi khắp tứ phương thiên hạ. Tin mừng không phải dành riêng cho một dân tộc nào, nhưng cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Vì được biết Chúa là một ân huệ lớn lao, nên không ai được giữ cho riêng mình. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ của Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta mang trong mình sứ vụ truyền giáo. Nhưng thử hỏi, ta sẽ truyền giáo như thế nào? Ta hiểu thế nào là truyền giáo trong bối cảnh thế giới ngày nay? Trong thời đại hôm nay, phương tiện truyền thông mang đến thông tin tràn ngập và nhanh chóng. Có thể nói, việc truyền giáo vì thế không chỉ là nói cho người khác về tin mừng, vì người ta có thể đã nghe biết nhiều về tin mừng rồi. Điều cần thiết để chạm đến trái tim của người khác là đời sống thực tế hơn là những lời nói suông. Hơn nữa, tất cả mọi việc Chúa Giêsu làm nơi trần thế cũng chỉ nhằm tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, nếu tôi làm cho người khác cảm nhận được tình yêu, thì tôi hẳn đã mang Chúa đến cho người khác rồi. Nhưng trước khi tôi truyền giáo cho người khác, tôi cần biết truyền giáo cho chính tôi, nghĩa là nhìn lại giá trị tin mừng trong chính cuộc đời của mình. Như lời Đức Giáo Hoàng Francisco: Tôi có hạnh phúc vì được biết Chúa Kitô không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con sứ vụ đem tình yêu của Chúa đến với mọi người. Xin cho tinh thần của tin mừng thấm nhập vào lòng chúng con, để từng giây phút chúng con biết sống yêu thương anh chị em mình. Xin tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con. Amen.
Chúa Giêsu thánh thể, nhân ngày lễ vị tông đồ dân ngoại trở lại, xin cho mỗi người chúng ta, trong mỗi người chúng con cũng ý thức được về ơn gọi nơi mỗi người chúng con, để mỗi người chúng con cũng biết trở lại quy hướng về Thiên Chúa. Và một khi chúng con quy hướng về Thiên Chúa thì chúng con sẽ kiếm mục được sự bình an, niềm vui cũng như hăng say trong việc loan báo tin mừng mà Thầy Chí Thánh nhắn gửi lại di chúc cuối cùng cho những người môn sinh. Và đây với tâm tình đó, chúng con chân thành dâng lên những ước nguyện. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, qua lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin cho mỗi người chúng con ghi nhớ lời trăn trối cuối cùng này mà nhiệt thành trong việc loan báo tin mừng, để những ai chưa nhận biết Chúa đến tin nhận biết Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, qua ơn gọi của vị tông đồ trở lại, xin cho mỗi người chúng con cũng có một cuộc hoán cải tầng cân như vị tông đồ dân ngoài, để mỗi ngày nhận ra Chúa rõ hơn trong đời sống hàng ngày của người chứng nhân, mà sống tâm tình tri ân cảm tạ bằng việc giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người chung quanh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, sống tâm tình tri ân cảm tạ của người chịu ơn với đấng ban ơn, đó là lẽ tự nhiên tất yếu của người mang ơn. Một năm Quý Mão dần khép lại, trước bao nhiêu những phúc lành chúng con đón nhận từ nơi Thiên Chúa trong một năm qua, mỗi người cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, nhiều bất xứng, bất toàn trong cách sống. Những ân ban nhưng không đó, xin Chúa tha thứ cho mỗi người chúng con những khiếm khuyết bất toàn đó, để mỗi người, mỗi gia đình chúng con tiếp tục sống tinh thần hiệp hành liên đới với nhau trong năm mới sắp tới. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trước thềm năm mới, năm Giáp Thìn âm lịch, Thiên Chúa sắp trao vào tay chúng con. Xin Chúa ban bình an và phúc lành xuống trên từng người, từng gia đình cũng như mọi thành phần trong giáo xứ chúng con, để mỗi người có niềm vui và sự phấn khởi mà không ngừng hăng say loan báo tin mừng bằng chính đời sống chứng tá cho muôn dân muôn nước. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, sứ vụ của người loan báo tin mừng đó là ơn gọi nơi mỗi người chúng con. Xin cho mỗi người chúng con ý thức về ơn gọi của người tông đồ, để mỗi người chúng con cũng có một lòng nhiệt thành như vị tông đồ dân ngoại, mà mỗi ngày làm cho danh Chúa luôn được tỏa sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức Thánh Cha Phanxicô và trao phó cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.